Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em cập nhật đến các anh chị cái mã bí mật của cái dự án MemeFi ngày 15 tháng 8 nhá. Ở đây em vẫn sử dụng cái hình ảnh tương ứng với vị trí của các con vật như thế này. Các anh chị nhìn xem cái con vật của các anh chị là hình nào, tương ứng với vị trí nào thì các anh chị click cho nó chính xác nhá. Đây, ở đây cái con vật của em là cái hình này các anh chị, và cái mã bí mật của cái dự án MemeFi ngày 15 tháng 8 đó là 3312, tức là các anh chị click hai lần ở vị trí số 3, tiếp đến các anh chị lên vị trí số 1 và các anh chị xuống vị trí số 2 nhé. 33 này, 12 này. Rồi bây giờ em sẽ vào cái ứng dụng để test nhé. 3312, 33 này, 1 này, 2 này. Rồi bây giờ thì em sẽ click này, 3312. Rồi các anh chị đợi xem nó có ok hay là không nhé. Đây, như thế là mã ok nha. Các anh chị nhấn vào continue play này, các anh chị bật bóc lên cho nó chạy nhá. Các anh chị cứ lên bóc về này, bật bóc lên này, và ở trên này nó có cái nhiệm vụ thì các anh chị hoàn thành, các anh chị kiếm thêm điểm nhá. Rồi như thế Lâm đã chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái dự án MemeFi ngày 15 tháng 8 rồi nhá. Mã của ngày hôm nay đó là 3312. Rồi em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.